Xin chào các bạn, trở lại với kênh Út Bảy. Hôm nay Út làm món ốc xào siêu cay. Đây Út chuẩn bị 350g thịt ốc. Này mình có thể mua ốc nguyên con, mình về luộc sơ qua và lấy cái phần đầu. Hoặc là mình đi vào siêu thị á thì có bán cái loại thế này nè các bạn. 2 muỗng canh xả băm, tỏi băm, hạt nêm và bột ngọt. Mình ăn nhiều thì để bột ngọt nhiều tí. Tí xíu đường, dầu ăn và cái dừa này, dừa mà hơi cứng cậy á, để xào cho nó có vị béo béo. Út sử dụng tương ớt chin su và bột ớt xay. Út bắt một cái chảo lên và út phi cái tỏi băm. Chảo nóng, Út cho cái này là mỡ heo khoảng chừng 2 muỗng canh. Út phi tỏi. Tỏi đã ngã vàng thì Út cho cái xả băm vào. Cái phần xả cũng nó bắt đầu chuyển qua màu vàng vàng. Để lửa lớn lên. Ốc cho cái ốc vào xào. Để lửa trung bình trở lại. Giờ Út cho cái bột ngọt, bột nêm vào. Ớt xay 1 muỗng cà phê. 1 muỗng canh ớt khô sa tế. Cái tương ớt này còn một ít thôi, không đủ, cho nên Út sử dụng cái tương ớt loại này cho khoảng chừng 2 muỗng canh. Cho cái phần thịt dừa này, thịt dừa thứ mà mình làm mứt á, cho vào. Cho tí xíu đường vào. Rồi để lửa riu riu cho nó thấm gia vị. Thịt ốc thấm cái phần nước sốt này vào. Giờ cái ốc và nó đã thấm gia vị và cái phần nước sốt này nó cũng cạn rồi nè. Giờ Út thử coi nó vừa ăn chưa. Vừa. Giờ mình giờ Út xào thêm một tí nữa cho nó khô lại cái phần cái nước sốt nè, thấm vô con ốc. Giờ cái ốc nó đã thấm gia vị và nó cũng chín. Giờ Út tắt bếp, dọn ra dĩa thưởng thức thôi. Mình cho nó khô khô như vậy nè.
cho một vài lá quế. Giờ Út thưởng thức món ốc cay xào với cùi dừa. Mời các bạn và cả nhà mình cùng thưởng thức với Út nha. Cay cay và cái mùi thơm của sả nè, và cái vị béo béo của cái cùi dừa. Cái này mà nhậu rồi là tốn tiêu lắm các bạn. Cái thịt ốc thì nó giòn giòn ngon, ăn chung thịt ốc với cùi dừa mới nó có vị béo béo và ngon hơn. Lá quế. Là có cái mùi thơm lá quế ăn kèm và cái vị giòn giòn của ốc và béo béo của cái cùi dừa bạn. Cay cay ăn lạ miệng lắm. Thì video của Út đến đây món ốc xào cay với cùi dừa đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé.